chào các bạn khán giả của kênh My Mét Vuông Garden. Hôm nay mình trở lại với video chia sẻ với các bạn về khu vườn của mình sau gần 2 tháng. Khu vườn mùa này chủ đạo mình trồng là các loại dưa lưới, dưa lê ha các bạn. Ngoài ra thì có thêm bầu, bí, mướp. Ở các video trước mình có chia sẻ về cách trồng cây bí bơ này ha các bạn. Bí này thì nó cũng rất là dễ trồng chứ không có khó trồng ha các bạn. Trái nó còn non thì nó có màu xanh nhạt như thế này, kiểu nó xanh nhạt vàng vàng đấy. Nhưng mà khi nó già rồi thì nó sẽ chuyển hẳn sang màu vàng ha các bạn. Càng già thì màu vàng sẽ càng sậm. Đây là quả này thụ phấn đầu tiên nè các bạn. Trọng lượng của quả này cũng khá nè, cũng gần cả ký lô đó. Tương tự cái dàn bên đây mình cũng trồng trong ba cái thùng xốp ghép lại. Lần trước mình có video trước mình có chia sẻ cách ghép thùng xốp. Thì bí mình nó cũng đậu cái hết rồi nè các bạn. Trái u nào cũng nặng luôn ha. Đây trái này các bạn. Đây là dưa lưới Quỳnh Long ha các bạn. Đặc điểm của dưa lưới này là trái nó chín có màu vàng. Khi nó còn nhỏ thì nó màu xanh, xanh lá cây. Và khi nó già nó chuyển sang màu vàng ha các bạn. Và nó sẽ lên lưới. Giống dưa Quỳnh Long này thì trọng lượng của mỗi trái nó được khoảng 1kg đến 1,5kg. Hiện tại thì mình đang trồng, ban đầu mình trồng 10 cây. Và hôm nay còn lại được có 7 cây đây thôi. Hy vọng là 7 cây này sẽ về đến đích an toàn ha các bạn. Trái này là mình thụ phấn sau cùng nè. Nó thụ phấn ở chèo thứ 20 mấy rồi. Nói chung là trái cũng khá là đẹp, to. Cái này mới thụ phấn được chưa đến 10 ngày các bạn, 8 ngày thôi. Đúng là hôm nay đúng là 8 ngày. Nhưng mà trọng lượng của trái này khoảng hơn 1kg rồi nè. Da rất là mướt. Đây là dưa lưới Yuki ha các bạn. Giống này là dưa lưới Lai Yuki 109. Đây trái đang lên lưới đây nè các bạn. Lưới cũng rất là đẹp luôn. Nhìn chung thì giống dưa lưới này cũng hơi khó trồng ha các bạn. Mình đánh giá là khó trồng bởi vì cây rất là dễ bị nhiễm bệnh. Đây trái đang lên lưới nè các bạn. Trọng lượng của mỗi trái này được tầm khoảng 1kg thôi. Do mình trồng hữu cơ cho nên là rất là hạn chế sử dụng các cái loại phân thuốc hóa học. Cho nên để phòng ngừa, giai đoạn này phòng ngừa nấm gốc thì mình sử dụng vôi. Đây là mình vừa mới quét vôi đây ha các bạn. Tất cả những cái điểm mà gần dưới gốc như là chồi, lá, khi mà mình đã cắt bỏ rồi nó sẽ teo lại. Và thời điểm này khi cây dưa của mình nó đang yếu dần do nó tập trung dinh dưỡng để nó nuôi trái. Càng về già thì cây dưa nó càng yếu và càng sức đề kháng của nó sẽ càng yếu ha các bạn. Nó dễ bị nấm bệnh tấn công. Ở giai đoạn mà gần về đích rồi thì cho dù là cây dưa của mình nó khỏe hay nó bị bệnh thì chúng ta cũng đều phải có biện pháp để phòng ngừa ha các bạn. Như cây này thì cây nó khỏe. Mình vẫn dùng vôi để mình quét gốc ha các bạn. Còn một số cây khác nó bị bệnh thì mình cũng quét gốc vôi cho nó luôn. Thì hy vọng là nó sẽ cầm cự được để đưa trái dưa của mình nó về đến đích. Ngoài cái bệnh nấm gốc thì cây dưa của mình ở giai đoạn này nó cũng rất là dễ bị bệnh sương mai ha các bạn. Đây là một bệnh rất là dễ gặp mà hầu như là ai trồng dưa cũng đều sẽ gặp cái bệnh này.
Để nhận biết cái bệnh sương mai thì các bạn quan sát ở trên lá, nhìn thấy lá nó có những cái đốm đỏ như thế này, đây là dấu hiệu của bệnh sương mai này các bạn. Mà cái đốm đỏ vàng này á, mà nó không có ăn vào trong cái gân lá ha các bạn. Ban đầu thì nó chỉ là ăn ở trên cái phần lá thôi, cái gân lá nó không bị, thì là cây dưa của mình nó ở giai đoạn mới bắt đầu. Mà khi cái bệnh sương mai này nó phát triển mạnh hơn á, là nó ăn hết cái lá này luôn ha các bạn, và nó ăn luôn cả vô trong cái cuốn lá luôn, thì lúc đó là cái bệnh nó đã nặng rồi, và cái cây của mình nó có thể là nó sẽ chết luôn ha các bạn, nó sẽ vàng đi và nó chết luôn. Mình sử dụng nước vôi trong để phun tưới trên lá nhằm giúp cho giai đoạn này cây dưa nó hạn chế sự tấn công của các cái mầm bệnh, các cái loại nấm. Bên cạnh đó thì cũng giúp cho cây dưa của mình nó hấp thụ thêm canxi, nó tăng sức đề kháng, vừa giúp cho cây dưa nó bổ sung thêm canxi nó chắc quả, và cây dưa của mình nó cũng sẽ đỡ bệnh hơn. Nếu mà cây dưa của mình nó bị bệnh nhiều quá như sương mai hay là nấm, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm một số cái sản phẩm thuốc, có loại thuốc sinh học và cũng có loại hóa học. Các bạn có thể tìm cái loại thuốc nào đó nó phù hợp với cái vườn và cái mục đích trồng của các bạn, để các bạn phun phòng trị bệnh ha các bạn. Còn mình ngừa, chủ yếu là mình ngừa thôi, cho nên là mình sử dụng nước vôi trong và vôi là chủ yếu ha các bạn. Đây là dưa bở nè các bạn, trái nó gần chín rồi ha các bạn. Dưa bở này thì nó cũng giống như dưa gang hết các bạn, gọi là dưa bở thôi nhưng thực tế là nó cũng là giống như dưa gang rồi thôi. Trái nó chín thì nó sẽ chuyển sang màu vàng hết các bạn. Nhìn chung thì mùa mưa trồng dưa gì thì cũng rất là vất vả, tại vì cây rất là dễ bị bệnh. Năm nay thì thời tiết xấu quá. Đây là một cây dưa nó đã bị sương mai rất là nặng rồi nè các bạn. Bộ lá của nó là hầu như là bị hư muốn hết luôn rồi. Và trái dưa nó cũng không có phát triển nữa. Cái trái mặc dù là mình đã thụ phấn trước đó rồi, nhưng mà trái dưa nó sẽ bị bệnh rồi thì nó cũng không còn khỏe để mà nó nuôi trái nữa, thì trái nó sẽ rất là bé và nó sẽ không phát triển được. Đây tương tự một cây này cũng khả năng cao là sẽ chết ha các bạn. Cây này thì vừa bị nấm gốc mà vừa lá vừa bị có dấu hiệu là bị sương mai nữa, cũng nhiều bệnh. Cái này là bị nấm là chính các bạn. Đây cây này thì chắc hết cú rồi hả các bạn. Đây là dấu hiệu nhận biết một cây dưa khỏe nè các bạn, trái sẽ rất là to, trọng lượng đạt khoảng 1,5 đến 2 kg, giống đây là kim long hả các bạn. Cái gốc của nó là không có bị nấm luôn hả các bạn. Đây là mình cũng quét vôi để mình phòng ngừa cho nó nè. Trồng dưa lưới thì rất là hồi hộp hả các bạn, đặc biệt là giai đoạn mà dưa của mình nó đã gần về đích. Một cây dưa khỏe thì các bạn nhìn vào bộ lá của nó, lá rất là dày và xanh đậm. Đây là một cây dưa to khỏe nè các bạn, trên lá cũng bắt đầu có những cái dấu sương mai hả các bạn. Đây là một cây dưa to khỏe, các bạn quan sát thấy không bị nấm hả các bạn, và cái cành, cái thân của nó cũng rất là chắc khỏe, to hơn là những cây dưa khác. Đây là trái của nó, trái này thụ phấn này được khoảng 2 tuần hả các bạn, chuẩn bị bắt đầu nứt lưới, giống dưa Yuki hả các bạn. Đây là khu vườn sau hơn 2 tháng,
dưa lưới là chủ đạo, bầu bí mướp, mỗi thứ một chút. Bầu thì chưa ra trái hả các bạn, nhưng mà cây thì đang xum xê lắm, đá rất là dày luôn. Trồng mấy cái cây này thích cái là cái vàng rất là mát luôn, tại vì nhiều lá. Mướp táo này cũng 1-2 ngày nữa là mình thu hoạch được rồi hả các bạn. Bí này thì để càng già thì càng ngon, cho nên là mình thích để cho nó già. Cây bí của mình sau khi nó đã leo vàng rồi và nó đã đậu trái rồi thì mình nên cắt tỉa lá già thường xuyên hết các bạn. Lá già tức là những cái lá mà ở dưới gốc mình cắt tỉa lên nè, cắt bỏ đi, cứ mạnh dạn cắt bỏ bớt hết các bạn. Để nhiều lá thì nó sẽ, cây bí của mình nó sẽ rậm rạp và nó bị mất sức hơn. Bí thì nó cũng khả năng đề kháng của nó tốt lắm, cái giống bí này nó không có sợ bị nấm gốc ha các bạn, cứ cắt thoải mái. Lá này nó già rồi thì nó cũng sẽ khô, nó vàng, nên bây giờ nó chưa thì mình cũng cắt sớm đi để cho nó đỡ cái nguồn dinh dưỡng. Mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Mình sẽ chia sẻ với các bạn khi mà khu vườn của mình bắt đầu thu hoạch ha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.